Thưa quý vị, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận điều trị một trường hợp mắc bệnh Whitmore, vi khuẩn ăn thịt người. Đó là một bệnh nhân sinh năm 1972 ở thôn Cam 4, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Theo đó, ngày 23 tháng 9, bệnh nhân này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai khám bệnh, sau đó được chuyển vào khoa truyền nhiễm điều trị. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh, mệt mỏi, da niêm mạc hồng, rải rác mụn mủ hai chân, cánh tay, lưng, sốt 39 độ, rét run, không nôn, ho có đờm, khó thở nhẹ, họng sạch, không giả mạc, hội chứng nhiễm trùng dương tính. Sau khi khám, bệnh nhân mắc khuẩn Whitmore, bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Qua điều tra dịch tễ, khoảng từ ngày 13 tháng 9, bệnh nhân dọn bùn đất sau lũ, không sử dụng đồ bảo hộ, có tổn thương xây sát ngoài da. Hiện nay bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Và theo các bác sĩ tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, nhiều địa phương ở Lào Cai bị ngập lụt. Bởi vậy, nguy cơ người dân mắc bệnh Whitmore có thể gia tăng nếu không có biện pháp bảo vệ cá nhân phù hợp. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 3, gần 140 hộ dân sinh sống gần đồi Vẽo, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đối diện nguy cơ sạt lở cao. Trước tình hình đó, tỉnh Ninh Bình đã công bố tình huống khẩn cấp. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nho Quan cho biết, diện tích đất đồi đã bị rạn nứt, gãy tầng ở hai vị trí. Bề ngang vết nứt 30 cm, chiều sâu khoảng 40 cm với tổng chiều dài khoảng 380 m, vị trí 1 300 m, vị trí 2 80 m. Vị trí sạt lở này có khối lượng đất rất lớn và nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, tài sản, tính mạng của 139 hộ dân và một nhà thờ giáo Thanh Vĩ. Hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa, các điểm sạt trượt trên có nguy cơ tiếp tục phát triển và diễn biến phức tạp khó lường. Trước tình hình này, ngày 28 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 81 QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở đồi Vẽo, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan. Cũng liên quan đến sạt lở trong mùa mưa, trong những năm gần đây, nhiều hộ dân sống tại ba thôn Tà Lang, Nam Yên, Phò Nam thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang sống trong lo lắng vì những ngọn đồi quanh khu vực nhà họ đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Do thời gian qua liên tiếp xuất hiện những trận mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc này đã làm những đồi núi tại ba thôn Tà Lang, Nam Yên, Phò Nam thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đang đứng trước nguy cơ sạt lở cao. Trong khi đó, những trận mưa lớn vừa qua, đất đá từ trên các đồi núi đã sạt trượt xuống, khiến người dân rất lo lắng bất an. Được biết, thành phố Đà Nẵng đã có đề án di rời 7 hộ dân nằm trong diện có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên đến nay, những gia đình này vẫn chưa được rời đi vì mùa mưa bão đang cận kề. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 9, 10.000 cây lim xanh trị giá 500 triệu đồng vừa được phát động trồng tại rừng phòng hộ và ven biển tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động nhằm trong chương trình kết nối triệu yêu thương rừng xanh hạnh phúc do Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhằm góp phần giảm thiểu khí thải carbon, cải thiện chất lượng không khí, điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sống, thực hiện cam kết hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Rừng phòng hộ là chìa khóa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững hiện nay. Trước tình hình biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và mất mát đa dạng sinh học, việc tạo và phát triển các khu rừng phòng hộ được đánh giá là một trong những giải pháp cấp bách để hạn chế thiên tai, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét. Mỗi cây xanh được trồng là thông điệp nhắc chúng ta hãy trân quý và bảo vệ thiên nhiên, vì bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, An Giang không chỉ nổi tiếng với những điểm du lịch tâm linh như Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc, Thánh đường Hồi giáo Mubarak hay Chùa Tây An Núi Sam, mà còn là thiên đường ẩm thực với đa dạng đặc sản. Đường thốt nốt là một trong những món quà ý nghĩa bạn có thể mang về làm quà cho người thân và bạn bè khi thăm An Giang. Vâng, đường thốt nốt là đặc sản của vùng đất An Giang được nhiều người ưa chuộng và sử dụng rất phổ biến nhờ công dụng của nó mang lại cho con người. Đường thốt nốt ngọt, thơm lại bổ dưỡng là món gia vị đặc biệt được đông đảo bà nội trợ yêu thích và lựa chọn. Sử dụng đường thốt nốt để nấu chè, kho cá hay là mắm sẽ giúp tạo ra một món ăn trở nên thơm hơn, ngon hơn, hấp dẫn hơn nhờ vào hương vị đặc trưng vốn có của món đường thốt nốt mang lại đó ạ. Vâng, đường thốt nốt nguyên chất là một sản phẩm được chế biến từ nước của loại cây mọc trong tự nhiên là thốt nốt. Loại cây này sinh trưởng và phân bổ chủ yếu ở An Giang và một số nước lân cận Việt Nam như là Thái Lan, Campuchia. Đối với người dân vùng đất An Giang, thốt nốt được mệnh danh là loại cây đến từ thiên đường. Cách làm ra loại đặc sản đường thốt nốt cũng khá thú vị. Từ tháng 11 đến đầu tháng 5 năm sau là mùa thốt nốt nở rộ bông, cho lượng nước thốt nốt nhiều nhất. Nên trong khoảng thời gian này, người dân An Giang tiến hành sử dụng ống dẫn nước hoặc can nhựa leo lên cây thốt nốt, lấy nước từ các buồng hoa. Sau khi lấy nước thốt nốt trực tiếp trên cây, nước được người thợ đem đun từ 3 đến 6 tiếng trong lò. Trong khoảng thời gian này, yêu cầu phải đảo liên tục cho đến khi đường thốt nốt sánh lại. Độ sánh hay là độ tới của đường phụ thuộc vào kinh nghiệm người nấu
để cho ra mẻ đường chất lượng nhất. Sau khi đã cô đọng nước thốt nốt thành đường dạng lỏng thì tiến hành cho ra một vại lớn và đảo liên tục. Công đoạn đảo liên tục này giúp cho nước bay hơi hoàn toàn, chỉ còn 100% đường. Cuối cùng, đường có thể được cắt thành từng miếng tròn hoặc đóng gói để bán. Vâng, thưa quý vị khán giả, đường thốt nốt là một gia vị cao cấp không thể thiếu trong bếp nhà. Vị ngọt thanh thơm ngon của đường thốt nốt hoàn hảo trong việc nấu chè để giải nhiệt. Đồng thời nó cũng làm cho món ăn thêm một phần hấp dẫn và giúp là làm mát này, giảm cảm giác đau rát cổ họng. Và nếu mà bạn đến An Giang và chưa biết mua gì về làm quà thì đường thốt nốt chính là một sự lựa chọn tuyệt vời để làm quà cho người thân và bạn bè. Thưa quý vị, nếu Bạc Liêu là vùng đất hội tụ văn hóa của nhiều dân tộc anh em thì nhà hát Cao Văn Lầu chính là nơi nuôi dưỡng và phát huy nét đẹp nghệ thuật với sự giao thoa độc đáo. Đây cũng là công trình đã mang về danh hiệu kỷ lục cho tỉnh Bạc Liêu với kiến trúc hình chiếc nón lá đầy ấn tượng. Vâng, có lẽ là bất kỳ ai khi mà đến với đây thì đều sẽ ấn tượng bởi ba chiếc nón lá khổng lồ được dựng trên ba khối của nhà hát. Chiếc nón lá cũng là hình ảnh, là vật dụng gắn liền với đời sống sinh hoạt và lao động của người dân Nam Bộ. Trong đó thì chiếc nón lớn nhất cao tới hơn 24m và có đường kính lên tới là 45m. Thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa này cũng đã mang kỷ lục nhà hát Cao Văn Lầu có hình dạng ba chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam và trở thành trái tim của con đường Hùng Vương của thành phố Bạc Liêu ạ. Và trong tiểu mục Đường về nhà ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với nhà hát độc đáo này qua những hình ảnh ngay sau đây. Tọa lạc tại ngay trung tâm quảng trường Hùng Vương của thành phố Bạc Liêu, nhà hát Cao Văn Lầu là công trình kiến trúc có thiết kế ấn tượng, mô phỏng hình ảnh chiếc nón lá thân thuộc với quy mô đạt kỷ lục Việt Nam. Công trình được xây dựng nhằm tưởng niệm cố nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu, cha đẻ của ban nhạc dạ cổ Hoài Lang, sống mãi trong lòng người dân Nam Bộ. Cũng là nơi ghi dấu nhiều hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa tại Bạc Liêu. Hàng năm, nhà hát này thu hút hàng triệu tín đồ du lịch đến tham quan, chụp ảnh và hòa mình vào những sự kiện nghệ thuật đặc sắc. Công trình có tổng diện tích 2.262m², gồm 3 khối nhà có phần mái hình chiếc nón lá, là 3 khối nhà hình trụ tròn với những chức năng khác biệt. Khối đầu tiên là nhà hát với sức chứa hơn 800 chỗ ngồi, thường được dùng để tổ chức các chương trình nghệ thuật như ca cải lương, ca múa nhạc đương đại. Khối B là nhà trưng bày, nơi diễn ra các buổi triển lãm nghệ thuật để tín đồ du lịch có thể đến tham quan, khám phá về nét đẹp văn hóa vùng đất Nam Bộ. Khối nhà cuối cùng là trung tâm hội nghị chuyên dùng cho các hoạt động, sự kiện trọng đại cấp khu vực. Toàn bộ công trình được xây dựng bên cạnh một hồ nước có diện tích 1.800m², ở giữa là lối đi uốn cong cho các bạn tha hồ tham quan, chụp ảnh. Phần diện tích hồ bên trong được khai thác hiệu ứng ánh sáng để hình ảnh nhà hát hiện lên lung linh, huyền ảo hơn vào buổi tối, trong khi phần phía ngoài sẽ được trồng các loại hoa sen, hoa súng để tô điểm cho cảnh vật xung quanh. Vào buổi tối, khu vực mặt nước của hồ còn được khai thác hiệu ứng ánh sáng để hình ảnh cả nhà hát hiện lên lung linh, huyền ảo hơn. Hiện nhà hát Cao Văn Lầu thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân địa phương và du khách. Vâng, thưa quý vị, với kiến trúc độc đáo ấn tượng thì nhà hát Cao Văn Lầu nổi bật vẻ đẹp truyền thống mộc mạc giản dị và rất đỗi quen thuộc. Công trình này được xây không chỉ để vinh danh cố nhạc sĩ tài ba Cao Văn Lầu mà còn là nơi lưu giữ những giá trị vật chất và tinh thần của người dân Nam Bộ trong quá trình phát triển đời sống văn hóa của mình, là điểm đến hấp dẫn của tỉnh Bạc Liêu. Và ngoài ra thì nơi đây còn tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, buổi biểu diễn nghệ thuật đa dạng, những bộ môn như là ca cải lương này, ca múa nhạc đương đại này cũng đã được trình bày bởi những đoàn nghệ sĩ rất nổi tiếng và thường diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần. Nên là nếu có thời gian thì quý vị hãy ghé thăm, đừng bỏ lỡ nhé. Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi.